Hello anh em, hôm nay mấy bữa trước mình có làm cái video về cái hợp âm hòa âm cái âm dài hòa âm á, thì nó có cái hợp âm nào mà chổng đúng không? Nhưng mà nó còn một cái âm dài thứ nữa là âm dài thứ giai điệu melodic minor, thì hôm nay mình cũng làm cho nó xong luôn để anh chị, để lần sau mình làm cái vòng hòa âm của thứ thì nó có liên quan tới cái này, thì mình lôi mấy video này ra để cho cái video này nó giải thích cái vụ đó ha bạn ha. Thì các bạn biết cái melodic minor, nếu mà các bạn có coi cái hợp âm mà nói về ba thứ âm dài của thứ, thì nó có melodic, nó có tự nhiên, nó có melodic, nó có harmonic. Thì cái này là cái cuối cùng mình làm, cái hai cái kia thì mình làm rồi ha các bạn ha. Nếu bạn muốn biết cái đó gì thì mình cũng sẽ ráng mình link cái link vô đó cho các bạn bấm vô coi ha. Thì melodic minor này mình đánh la đi ha, bỏ trong đây la luôn, bỏ trong đây la, mình ghi sẵn rồi. Mấy cái video trước mình tự ghi 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 lúc mình nói, nhưng mà vậy nó sợ mất thì giờ các bạn mình ghi sẵn đi ha. Ok, thì nó la này, mình đánh la đi. Nếu mình đánh tự nhiên thì là đi 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 nhưng mà mình cũng giải thích trong cái video trước là tại sao mình phải tăng cái pha và cái son này lên. Bạn thì các bạn thấy mình tăng cái pha và cái son này lên nè, lý do là để mình có được một cái nửa ngay đây nè, cái này nè, cái này nè, cái này đó là cái lý do mình tăng nó lên. Và lý do mình tăng cái pha lên là tại vì để cho mình có một bước thôi, còn nếu không thì nó tới một bước rưỡi lắm, cho nên nghe nó hơi kỳ, nghe nó thành harmonic minor. Ok bạn, thì cái này nếu mà bạn coi mấy cái caroli của mình đó, thì caroli ổng hoàn toàn không xài cái này hết, nhưng mà ổng xài thì lúc mình đánh xuống đánh ngược lên thì ổng đánh tự nhiên lại. Nhưng mà cái đó mình không nói gì, mình chỉ nói tới cái hợp âm mà mình có thể sử dụng nếu mà mình dùng cái melodic minor để mình solo, để mình viết bài hát gì đó, thì cái hợp âm nào mình có thể xài được. Các bạn thì mình làm hợp âm y hệt như là cái hợp âm của mình làm mấy cái hợp âm trường hoặc thứ thường, thì mình chồng ba lên, mình chồng ba lên các bạn ha, mình chồng ba lên. Chồng ba là sao, là mình chồng như này đó, mình chồng nó lên á, mình chồng nó lên, mình chồng nó lên như cái đồ đồ re mi các bạn ha, mi fa son. Mình làm gì kỳ quá, mình chồng ba nói vậy mất công quá nè. Mình lấy nốt la với nốt đô với nốt mi, mình đánh chung với nhau đó, nó kêu là chồng ba là vậy đó, thì nó ra là la thứ đúng không bạn? Mà bữa nay mình làm tới bảy lần, các bạn thấy là một ba năm bảy, cái bảy này nó mới làm cho cái hợp âm nó hơi bị quyên chút, hơi bị kỳ chút các bạn ha. Vậy mình đánh lại một lần nữa cái la thứ này, la này mình đánh dây lọng các bạn, đánh la si đô re mi, cái này pha thăng ha, nó gần như là âm chưởng rồi, nó y hệt như âm la chưởng á, âm dài la chưởng á, nhưng mà chỉ có là cái bậc ba này á là nó giảm xuống chứ nó không có tăng, không phải đô tăng, không phải đô thăng. Các bạn hãy làm lại ha. Bây giờ thời nay họ không có đánh ngược lại giống như là cổ điển Caroli nữa, cho nên là mình đánh y hệt như họ luôn ha. Tới chỗ đó mình dễ đánh cái nốt cái chút mà mình ngưng ngưng chút á, bạn thấy mình hơi ngừng ngừng chút đó, là rất dễ đánh cái đô 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 thăng, tại vì rất dễ đánh cái đô thăng ở đây, tại vì nó quen với cái lỗ tai rồi các bạn ha. Thường thường nó mất một chút thời gian để cho cái lỗ tai mình nó điều chỉnh lại. Ok, thì hợp âm thì vậy, thì trong đây nó có hợp âm gì thì mình chồng nó lên các bạn, mình chồng nó lên nè, mình chồng la với đô với mi lên, thì mình có la thứ như bình thường thôi, nhưng mà nó có nốt son thăng này nè, nó son thăng này ở đâu nó chạy vô thì mình đánh chung với nó son thăng thử, thì nó ra như vậy nè bạn. Đó là mình đánh cái hợp âm này nè, đó bạn thấy không, ở hợp âm này nè, đó thì mình đánh nè, đó là, thì cái hợp âm này á
mà nó có một cái minor third, một cái quãng ba thứ với một cái quãng ba trưởng, thì mình cũng có cái bài giải thích với cái quãng ba ở trong mấy cái video trước rồi ha. Thì trọng thêm cái quãng ba trưởng nó ra một cái hợp âm nó rất là lạ, nhưng mà người Việt mình xài rất là nhiều, rất là hợp âm là thứ mà trưởng bảy, minor major seven. Thì nó có nhiều cách viết, thì mình viết ra đây hết nè, mà mình viết ra đây hết, mình ghi đây nha, viết ra đây hết nè. Thì AMM7 hoặc là nó để dấu trừ rồi nó đóng ngoặc lại, nó để major seven, hoặc là la thứ rồi nó để cái hình tam giác ngay đây. Ok, cái này xuống lại để cho anh thấy hết cái ok. Vậy mình tiếp theo á, thì mình cũng cũng phương pháp chồng ba đó, mình có hợp âm đầu tiên này là này, hợp âm thứ hai là này, mình khỏi phải ghi lên đây tại mi 7 thôi à, không có gì đặc biệt ha. Hợp âm thứ ba cũng cũng theo chồng á, mình chồng thì đây là những cái nốt mà nó có trong hợp âm đó nè, thì mình đánh này, này hơi khó bấm, thực ra nó không khó bấm nhưng mà tại mình ít bấm cho nên nó quen tay thôi bạn nha. Hợp âm nào là bấm khó bấm nhất, hợp âm khó bấm nhất là bấm mình ít bấm nhất chứ không có gì hết đó. Ok vậy ha, ok làm lại ha, nghe lạ lắm à. Xong cái đó bây giờ mình đánh này ha, rồi tới thế này, này là re 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 bảy thế chứ không có gì hết, cũng tiếp tiếp tục theo vậy ha, mình đánh cái mi bảy. Ok tới khúc này á, nó cho mình hai cái hợp âm liên tục với nhau, là cái hợp âm mà ta hay kêu là hợp âm mai bạn thấy này, thứ bảy giảm năm á, thứ bảy giảm năm, hoặc là người ta kêu là hợp âm dìm, nhưng mà dìm một nửa dìm các bạn, half diminished, một nửa dìm ha. Thì cái hợp âm này ngay chỗ đây mình đánh như này. Đó, cái dạng của nó là vậy. Thì cái mà mình circle này là cái root này bạn, cái bấm cái bậc một á, cái root á. Cái góc của nó thì đây cũng vậy, đây cũng vậy, mình dùng cái đó là mình làm cái root của nó. Thì pha thăng son thì đánh cũng y hệt vậy thôi, cũng một kiểu đánh đó thôi ha, pha thăng son thăng cũng kiểu đánh này ha, đánh pha thăng này, son thăng về lại là nghe thấy không. Mình đánh lại một lần nữa là cái video này mình có thể ngưng được ha bạn. Ok mình đánh lại nha, mình đánh lại cái âm dai đó ha. Mình ấm lại các hợp âm nó có thể làm ở trong đó ha. Đó là la thứ trưởng bảy, C7, đô trưởng bảy, năm 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 thăng, augmented trưởng đô trưởng bảy ha. D7, mi 7, pha thăng, half diminished, nửa 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 dìm, đô thăng nửa dìm, về lại là ok bạn. Nếu mà các bạn chơi nhạc mà chẳng may tình cờ rớt vô mấy cái hợp âm này, mình nhìn thấy mấy cái hợp âm này thì các bạn nói thì cơ hội là có thể nó lấy ra từ đây, thấy không? Và mai mốt mình sẽ ráng mình dùng mấy cái hợp âm này để mình đánh trong bản nhạc hay gì đó, mình ráng mình sử dụng nó, tại mình học nó để làm chi, để mình sử dụng nó mà. Hôm nay thì mình chỉ là chủ yếu để mình biết nó thôi. Thưa các bạn, rồi cảm ơn các bạn rất rất nhiều đã coi cái video này.